Ok, xin chào anh em nhé. Nay mình quay cho anh em xem mấy con mà mình bữa trước mình quay đó. Đó, đó. Ai dạ. Nay mình chuyển ra cái lồng bên này hết rồi anh em này. Nay chim nó rớt lồng nó yếu quá. Giờ mình cho nó ra cái lồng này. Bữa trước mình để trong lục hết anh em ạ. Bữa tập lục cho nó ra lục hết này. Giờ nó con này còn kêu. Còn mấy con kia thì nó đuổi hết rồi, xuống lửa hết rồi anh em ạ. Còn một con nữa nó kêu, còn mấy con kia nó xuống hết rồi, xuống lửa hết rồi. Còn có một con nó bị cái chân nó bị đơ đó, nó đi đơ đó. Con ấy có anh ở ngoài dưới Đồng Tháp đặt á, chắc là ngày mai, hôm nay chiều nay mình đi họp á, hôm nay đi xem tình hình như thế nào. Chắc nếu mà thứ hai thì tức là ngày mai á, thì tỉnh mình chắc có lẽ là sẽ xuống chỉ thị 15 được thì là có xe nha anh em nha. Có xe chuyển thì lúc đó mình sẽ báo cho anh em nha. Còn nếu mà còn tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 thì không có xe, không chuyển được nha anh em nha. Còn mấy con đây thì để ít bữa nó thay lồng xong mình chắc mình bán bớt anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu thì cứ theo dõi và đăng ký kênh ủng hộ nha. Rồi tới đó mình bán là mình đăng từ con một bán mà để anh em chơi. Thì những cái con này á thì bây giờ chưa chơi được cái anh em nha, chưa đi làm mồi được nha. Cái này là chim tơ, nó tính mùa, nó cũng hai mùa, hơn mùa rồi đó. Con này hai mùa nữa, con này hai năm nhé anh em nha, hai mùa. Còn con này một thôi. Anh em mà chơi thì về tập lại, tập cơ bản thôi. Mình đối với lục thì mình tập lục mà hết rồi. Đó, về anh em chỉ giờ đi tập đánh cây cái thứ thôi. Đấy. Mấy con này nó cứ kêu, còn kêu, còn mấy con kia thì nó tóm lại là giờ nó lớt lông nó xuống xuống phong độ rồi anh em ơi, nó không còn mấy nữa, nó hết căng rồi. Với lại trong thời điểm giãn cách một tháng này mình chủ yếu là cho nó ăn cám thôi. Đây này, đó cho ăn cám không mình quay cho anh em xem nha. Đó. Giờ mình quay cho anh em xem mấy con chim nhỏ. Vừa rồi mình đăng lên anh em có hỏi mua đó. Còn rất nhiều anh em hỏi mua nhá, nhưng mà cái là cái con đấy thì có người đặt rồi. Vậy là nếu như anh ở Đồng Tháp mà không có bắt á, thì mình sẽ báo lại anh em sau nhé. Mình có số một số anh em, có số điện thoại của mấy anh em này. Giờ mình quay cái con nhỏ kia cho anh em xem nhé.